chuyện gì vậy? À, những tên kia, các người dám lấy cắp kho báu của bọn ta hả? Không xong rồi, quái vật thức giấc rồi, mau chạy đi anh ơi. Chạy đi đâu, xem đây. Không, Superman và khủng long ta sẽ bắt giữ lại để làm kho báu cho bọn ta. Xe tên lửa hãy tấn công quái vật đi. Tiếp tục tấn công. Ai mua xe công trình không? Xe ben, xe xúc lật, xe cẩu mút cát đây, ai mua không? Hôm nay sao không thấy ai tới mua xe của mình hết vậy ha? Thôi bây giờ mình ăn sáng đi rồi mình bán hàng tiếp nha, Poly xe cẩu. Được được, hôm nay em mua rất là nhiều nồi lẩu luôn nè, anh với em cùng nhau ăn nha. Đâu, để lấy một cái ra ăn coi. Rồi lấy ra ăn nha, đây là nồi lẩu trái cây nè. Wow, bên trong này nhiều hạt quá. Đâu, đổ ra coi, thơm quá đi. À, nhâm 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 nhâm, quá. Wow, đây là những hạt trái cây rất là dẻ và ngon luôn đó. Đâu, em ăn thử coi. Nhâm 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 nhâm. Thơm mùi trái cây quá, có mùi xoài, mùi dâu, mùi nho rất là ngon luôn. Ôi, trời sáng rồi, đánh răng rồi đi ăn sáng thôi. Wow, nhiều kem đánh răng quá, không biết lấy cây kem nào đánh đây. Màu cam là hương cam nè, màu xanh là hương bạc hà, còn màu hồng là hương dâu. Lấy cái hương dâu này đánh thử coi. Lấy cây kem ra nha. Wow, kem đánh răng màu hồng hương dâu thiệt là thơm. Bây giờ mình sẽ vặn kem lên. Đó, kem chảy lên này nè. Wow, thơm quá. Được rồi, đánh răng thôi. Nhâm 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 nhâm. Chà răng cho sạch nha, không chà kỹ là răng sẽ bị sâu đó. Nhâm 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 nhâm. Anh Superman ơi, chừng nào chúng ta sẽ xuất phát vậy anh? Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát ngay, đợi anh một chút, anh ăn cái trứng này đã. Được rồi, xé trứng ra nha. Wow, trứng này thơm quá ta. Đổ trứng ra nào. À, nhâm 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 nhâm. Wow, trứng này dẻo mà ngon quá. Anh no rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vô khu rừng ma quái tìm kiếm kho báu nha. Bi 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 bi. Anh hai đi tìm kho báu với em không anh hai? Hả? Cái gì? Có kho báu hả? Kho báu ở đâu vậy em? Dạ, kho báu ở trong khu rừng quái vật đó anh. Cái gì? Trong khu rừng quái vật sao? Ở đó nguy hiểm lắm, anh không có đi đâu. Nhưng mà em nghe nói trong đó có nhiều xe và đồ ăn lắm đó, anh không đi thiệt hả? Nhưng mà đường đi tới đó xa lắm, xe của anh và xe của em đi tới đó chắc cũng phải mấy ngày đó. Đúng rồi ha, xe ben của anh chạy yếu xìu à. Em có cách rồi. Hay bây giờ chúng ta đi qua nhà Poly mua một chiếc xe mới đi anh. Đúng 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 đúng, nhà Poly nhiều xe xịn lắm. Bây giờ anh với em cùng nhau qua nhà Poly mua xe nha. Nè nè nè, đi qua nhà Poly mua xe thôi nào. Bi 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 bi. Xe cậu mút cát tới giờ làm việc rồi, đi đào tiền kho báu thôi nào. Được rồi, xe container đi tìm kho báu thôi nè. Bi 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 bi. Kho báu này là của chúng mình. Có đồ ăn, có luôn đồ chơi. Có đồ ăn thì ăn đồ ăn thôi. Bây giờ mình sẽ ăn cái con mắt này cho sáng con mắt mình ra nha. Rồi, xé con mắt ra coi. Wow, con mắt này thơm quá. Bên trong này có mứt dâu nữa nè. Nhâm 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 nhâm. Wow, ăn cái con mắt này vô sáng mắt thiệt chứ. Con mắt ngon lắm hả? Để bây giờ mình ăn thử trái dâu này xem có ngon không nha. Rồi, xé trái dâu ra coi. Wow, trái dâu này thơm quá. Rất là dẻo luôn nè. Nhâm 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 nhâm. Wow, dẻo mà ngon quá đi. Buồn ngủ quá rồi, ngủ một giấc thôi nào anh em. Đúng rồi đó, ngồi canh giữ mấy cái kho báu này mệt quá à. Ngủ một giấc đi rồi canh tiếp nha. Hello, xin chào hai bạn Poly. Xin chào hai anh em khủng long, các bạn tới mua xe hả? Đúng rồi, tụi mình đang cần có một chiếc xe thiệt là nhanh để chạy tới khu rừng quái vật. Các bạn có chiếc xe nào nhanh không? Xe chạy nhanh sao? Có chứ, có chứ. Đây, để mình lấy cho các bạn coi nha. Chiếc xe của mình đây nè. Đó, chiếc xe này rất là to luôn. Xe này chạy thì thôi, khỏi nói luôn nha, rất là nhanh luôn đó. Wow, cái bánh xe này to quá vậy, chắc là chạy nhanh lắm đây. Đâu, mình thử khởi động xe lên nha. Cái nút khởi động đâu ta? À đây đây đây, cái nút khởi động đây. Đó,
Khởi động xong là xe có sáng đèn luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ thử chạy nha. Wow wow wow, xe này chạy nhanh quá. Đâu bẻ lái thử coi. Anh hai ơi, chiếc xe này vừa mạnh mà vừa nhanh nữa, mình mua chiếc này đi anh. Ừ, chiếc này được đó, bán cho mình chiếc này nha Bully. Ok, cảm ơn hai bạn khủng long nhiều nha. Mà hai bạn khủng long vô khu rừng quái vật chi vậy? À, tụi mình đi vô trong khu rừng quái vật để tìm kiếm kho báu đó. Thôi trễ rồi, bây giờ tụi mình phải đi ngay đây. Thôi các bạn đi cẩn thận nha, đường tới đó xa lắm, các bạn tranh thủ đi nhanh đi. Tụi mình biết rồi, cảm ơn Bully nhiều nha, tụi mình đi đây. Anh hai ơi, hình như chúng ta đã tới kho báu của quái vật rồi nè. Bên trong này có một con tàu rất là to luôn. Còn trong kia có chiếc xe nữa kìa. Wow, ở đây nhiều đồ ăn quá. Ý, có quái vật kìa anh hai ơi. Đừng la lớn, nói nhỏ thôi, quái vật sẽ thức giấc đó. Bây giờ làm sao lấy được những món đồ chơi này về đây ta? Bíp 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 bíp. Ủa hai anh em khủng long, các em đi vô đây chi vậy? Dạ tụi em đi tìm kho báu đó anh. Anh Superman cũng đi tìm kho báu luôn hả? Đúng rồi, nói nhỏ nhỏ thôi, coi chừng quái vật thức giấc đó. Xe cậu múc cát, đi vô đào kho báu ra đi nào. Bây giờ chúng ta sẽ lấy đồ ăn ra trước nha. Anh Superman ơi, coi chừng quái vật thức giấc đó anh. Các em yên tâm đi, không có sao đâu. Xe cậu múc cát, đi vô lấy đồ chơi ra đi nào. Cẩn thận đó anh Superman. Hả? Có chuyện gì vậy? À, những tên kia, các người dám lấy cắp kho báu của bọn ta hả? Không xong rồi, quái vật thức giấc rồi, mau chạy đi anh ơi. Chạy hả? Chạy đi đâu? Xem đây. Ui da, đau quá, có ai không cứu với? Nè, các quái vật kia, mau thả Superman và khủng long ra. Không, Superman và khủng long ta sẽ bắt giữ lại để làm kho báu cho bọn ta. Vậy thì đừng có trách ta, nào xe tên lửa hãy tấn công quái vật đi. Tiếp tục tấn công. Tên lửa gì mà mạnh quá vậy, đau quá đi. Khủng long và Superman, tỉnh dậy, mau chạy trốn thôi. Ui da, anh Superman, mau chạy thôi. Cảm ơn anh The Hulk đã cứu tụi em nha. Ừ, không có gì đâu, mà sao khủng long với Superman vô khu rừng ma quái chi vậy? Tụi mình vô trong khu rừng ma quái để tìm kiếm kho báu, ai dè đâu quái vật mạnh quá, cũng may có The Hulk cứu tụi mình, cảm ơn The Hulk nhiều. Không có gì đâu, thôi các bạn lần sau đừng có vô trong đó nữa, rất là nguy hiểm luôn á. Tụi mình biết rồi, bây giờ trời cũng đã trưa nắng rồi, mau đi về nhà thôi, chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo nha.